anh Nguyễn Độc Lập, anh có những cái suy nghĩ, những cái ý kiến như thế nào về cái chuyến đi vừa qua do nhà nước Việt Nam họ tổ chức cho các Việt kiều ở hải ngoại về thăm quần đảo Trường Sa, cũng như là có sự tham gia của rất nhiều các tôn giáo, 6 tôn giáo chính ở Việt Nam trong cái chuyến đi này, thưa anh? Khi mà nhà nước Việt Nam họ tổ chức một cái chuyến đi bao gồm cái đầy đủ các thành phần như là từ ở bên ngoài về, cho rõ ràng họ muốn gửi một cái thông điệp rất rõ ràng đến cho mọi người Việt Nam, dù là ở trong nước hay là ở bên ngoài nước, ở các nơi mà như theo tôi được biết là người Việt Nam hiện nay hiện diện có hơn 100 quốc gia trên thế giới. Vấn đề khác cho lấy thì nhiều, là cuối cùng là cái thông điệp gửi đến như vậy để cho họ thấy rằng những điều mà nhà nước Việt Nam đang làm, đã và đang làm là bằng mọi cách bảo vệ coi như chủ quyền của mình đối với hai quần đảo, mà đây là một cái chủ đề hiện nay rất là phải nói là nóng bỏng và cả thế giới đang quan tâm qua cái sự kiện coi như là những sự kiện xảy ra ở Biển Đông, và trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa, thì rõ ràng chúng ta mọi người có thể không ai không hiểu được cái thông điệp của nhà nước Việt Nam về vấn đề xác định cái chủ quyền của mình qua những cái cố gắng, những cái nỗ lực, những cái sinh hoạt và có sự tham dự của nhiều thành phần dân tộc Việt Nam. Anh nghĩ cái tác dụng từ cái chuyến đi này nó có những tác dụng tích cực và tiêu cực như thế nào đối với dư luận của người Việt ở khắp nơi? Thưa anh, về mặt nhà nước hay là về mặt chính phủ thì tất cả các quốc gia trên thế giới sẽ không có một ngoại lệ là đều phải sử dụng coi như thông tin như là một cái phương tiện để tuyên truyền cái chủ trương đường lối của mình. Ngay cả thí dụ như là anh thấy không, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ họ xác định rất rõ là tiếng nói của chính phủ Mỹ. Thứ hai, Đài VOA đó là tiếng nói của chính phủ Mỹ. Thì phía Việt Nam cũng vậy, họ vẫn có những bộ phận coi như là nói lên tất cả những gì mà nhà nước Việt Nam mong muốn. Thì qua cái cơ hội này họ muốn mời số kiều bào, mà đặc biệt trong đó nhóm anh em báo chí ở Nam California, trở về cùng tận mắt nhìn thấy những cái sinh hoạt trước mắt, đặc biệt liên quan đến đảo, một số những cái hình ảnh liên quan đến quần đảo Trường Sa. Thì rõ ràng là họ cũng đang muốn khẳng định cho mọi người biết là những cố gắng của họ là phải bảo vệ tất cả những gì mà thuộc về đất nước và lãnh thổ. Có một chi tiết trong suốt những cái hoạt động của chuyến đi là ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã nhiều lần qua chương trình Phố Bô Sa TV đã có những cái sự nhắn gửi, những cái thông điệp đưa ra cho cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Anh nhận xét như thế nào về những cái chi tiết như vậy? Không riêng tôi thì rất là nhiều bạn bè trong các số hội đoàn ở đây. Hội đoàn này tôi muốn nói cái hội đoàn chẳng hạn như là có tính cách ái hữu, hay là những một số những nhà báo, những nhà làm truyền thông, một số những người đã từng có sinh hoạt xã hội cộng đồng là họ cũng có trao đổi, nói tôi là họ lưu ý là đặc biệt là ông Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đã nhấn mạnh đó là yêu cầu của những phố Bonsai TV sẽ phổ biến lại cho kiều bào, đồng bào ở khắp nơi để thấy được những cái sinh hoạt thực tế của đất nước như thế này. Liên quan đến Trường Sa thì qua đó người ta thấy rằng rõ ràng ông đã hiểu được với cái sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay, qua các tờ báo mạng, qua những cái trang mạng nổi tiếng như là trong thế giới mạng, trên toàn thế giới, đặc biệt là YouTube. Và qua đó Phố Bô Sa TV đã qua cái kênh đó đã phổ biến rộng rãi đến kiều bào khắp nơi trên thế giới, và những nơi có thể họ không nắm rõ những cái tin tức ở bên trong như người dân trong nước. Và dĩ nhiên ngay cả theo tôi nghĩ rằng khi mà đã phổ biến qua cái phương tiện này thì ngay cả người dân trong nước ở những cái vùng mà có thể họ không có điều kiện trực tiếp để tiếp xúc hay biết những diễn biến như là ở các tỉnh nông thôn, họ vẫn có thể qua Phố Bên Sa TV, họ vẫn thấy được những hình ảnh sống động nhất của tất cả những người lính Việt Nam hiện nay đang coi như là sống và đang bám trụ để bảo vệ vùng biển và lãnh hải của đất nước. Thì rõ ràng chứng đó ông thấy được cái vai trò của Phố Bên Sa, đặc biệt là nhờ cái kỹ thuật hiện đại nó có khả năng đem đến thông tin đến cho mọi người dễ hiểu. Tất nhiên bên cạnh cũng có những tờ báo mạng như KBC, cũng có những cái website của từng báo giấy là việc Weekly, ngoài cái việc phổ biến ở trong địa bàn như là Nam Cali chẳng hạn, hoặc là một số nơi khác ở nước Mỹ hay Canada, thì
Việt Ly vẫn có được cái tờ báo mạng, cũng ít nhiều được những anh em ở các nơi khác, nhưng mà rõ ràng sống động nhất, vừa âm thanh vừa là hình ảnh sống động nhất và thuyết phục nhất là một cái mô hình TV thu hẹp mà phố của anh Sai TV đã thực hiện. Tôi nghĩ rằng đây là cái phương tiện này nó rất là hữu hiệu cho những cái mục đích thông tin. Tôi không gọi đó là tuyên truyền mà là thông tin, mà những nguồn thông tin chính thống từ những cái đường lối chính sách hay là những cái chủ trương của Việt Nam. Nhưng mà để nói thêm một điều này nữa, theo tôi là có lẽ cái sự cố gắng hơn nữa là một sự cảm thông, thông hiểu. Đây chỉ là dư luận thôi mà tôi nghĩ rằng không biết hư thực vì tôi chưa có điều kiện để hiểu được. Thì có lẽ nếu được rộng rãi là tôi mong rằng tất cả những người dân ở trong nước sẽ tiếp cận cái phố bên Sai TV vô rác là bình thường, rất dễ dàng như tất cả những người Việt ở bên ngoài Việt Nam. Đó là cái điều tôi suy nghĩ là điều này rất là cần thiết. Anh có điều gì muốn nói thêm liên quan tới cái chuyến đi Trường Sa vừa qua? Tôi nghĩ rằng trong tương lai thì cũng có thể, ngoài những cái phái đoàn kiều bào, nếu mà điều kiện cho phép, nhất là tôi muốn nói là yếu tố về an ninh. Tại vì bất cứ cái việc làm gì cũng vậy, người ta nghĩ đến yếu tố an ninh, sự an toàn cho con người là chính. Mà nếu điều kiện cho phép thì có lẽ không riêng vì chỉ riêng báo chí, mà tất cả những kiều bào bình thường nhất, họ có thể họ là những nhà doanh nghiệp, họ là những ca sĩ, nghệ sĩ, họ có thể là những con người rất là độc lập, bình thường nhất, thì họ vẫn có thể tham gia, tham quan một số nơi Trường Sa, một số hải đảo gì đó, với tư cách như là một du khách. Thì điều này tôi nghĩ rằng cũng nên làm về chính họ, khi với tư cách là những khách du lịch, họ đến nơi thì chính họ sau khi trở về nơi họ sinh sống, có thể là Canada, Anh, Pháp, Nhật, Úc, thì chính họ là những cái sứ giả đem đến những cái nguồn tin trung thực nhất là những gì mà họ đã thấy. Ngoài ra còn tạo sự cảm thông giữa những người Việt Nam thuộc mọi thành phần khác nhau với tất cả những người hiện nay chắc chắn là phải là hy sinh, đó là những người lính, họ đang sống trên những vùng xa xôi như vậy, để làm một điều duy nhất đó là bảo vệ phần đất của Tổ quốc. Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Á Độc Lập. Đó là câu chuyện của chúng tôi ngay trong phòng triển lãm mini của Tuần báo Việt Weekly liên quan tới những hình ảnh về chuyến đi vừa qua của một số cơ quan truyền thông về Việt Nam. Xin chào tất cả khán giả của phố Bosa TV. Tôi nghĩ rằng chúng ta bằng một cách riêng tư nhất của mình thì chúng ta làm tiếp tục để ủng hộ coi như một cái kinh, coi như truyền hình thể loại mới và độc lập như thế này. Chúng ta nên ủng hộ phố Bosa TV vì tôi thấy nó đáp ứng được những cái nhu cầu của chúng ta rất là nhiều, đang nhu cầu muốn biết sự thật, nhu cầu muốn biết những điều mà chúng ta chưa có điều kiện thu xếp để trực tiếp trở về Việt Nam để nhìn tận mắt thấy. Đó là những cái suy nghĩ rất là bình thường của tôi, một người những bình thường, một người không làm chính trị, một người, một kiều bào bình thường, một công dân Mỹ. Nhưng mà vì là người Việt Nam, thành ra rõ ràng tôi là một trong những người rất là quan tâm đến những cái mô hình thông tin độc lập kiểu như phố Bosa TV như thế này.